Xin chào anh chị em, hiện tại tôi đang có mặt đây là ở khu đô thị mới Cầu Biêu. Nếu anh chị em đang đó là có nhu cầu đó tìm kiếm những cái bất động sản để mục đích đó là để đầu tư hoặc đó là để ở mà chưa biết được những cái thông tin ở cái khu đô thị mới Cầu Biêu như thế nào thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video để review về tổng quan về cái khu đô thị mới Cầu Biêu như thế nào từ tổng quan đến chi tiết. Trước khi vào tham quan chi tiết về dự án thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi nét về cái thông tin về dự án khu đô thị mới Cầu Biêu là như thế nào. Đây là một số những cái thông tin cơ bản về khu đô thị mới Cầu Biêu. Ở đây là tên dự án là khu đô thị mới Cầu Biêu. Vị trí dự án ở đâu? Nó ở khu đây là xã Tân Triều và xã Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chủ đầu tư là công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Tổng diện tích đó là 215.650 m² và tổng số vốn là 400 tỷ đồng. Thì ở đây thì gồm những cái tòa biệt thự và liền kề và nhà chung cư. Tòa chung cư thì hiện tại nó sẽ cao từ 9 đến 17 tầng và có 87 đó là lô biệt thự, và biệt thự chiếm đó là 32,8% tổng diện tích đơn vị. Ở đây là một số cái mặt bằng, đây anh em nhìn thấy đây là bản vẽ mặt bằng của cái khu đô thị mới Cầu Biêu. Ở đây là ví dụ ở đây là hồ Điều Hòa này, khu này khu biệt thự này. Ở khu này cũng khu biệt thự, khu vườn hoa. Đây là bản vẽ tổng quan quy hoạch mặt bằng. Và cái mục tiêu phát triển dự án chủ đầu tư đó là xây dựng cái dự án đó là một khu đô thị mới Cầu Biêu, là một đô thị mới thiết kế hiện đại, khang trang đồng bộ về cơ sở hạ tầng và đô thị, và có những cái công trình kiến trúc đẹp giúp đáp ứng nhu cầu về nhà ở thẩm mỹ cho những cái cư dân và đóng góp và sự ổn định và lâu dài mang đến phát triển kinh tế bền vững cho cái huyện Thanh Trì nói riêng và thủ đô nói chung. Đấy là mục tiêu của dự án. Về nhà ở thì ở đây đây là mặt bằng phối cảnh, ở đây là anh em nhìn thấy đấy ạ. Đây là hồ Điều Hòa này, hai bên là hồ Điều Hòa là khu biệt thự này. Trong đó là có những cái vườn hoa này, cảnh quan này và những cái tòa nhà cao tầng như chung cư. Đấy. Hiện tại khu này thì bây giờ đang có chỉ có hai tòa thôi. Và LC1, LC2. Còn đa số là biệt thự. Và một số những cái khu thì xanh xanh thì cũng chưa được xây dựng. Ở với cái vị trí dự án này, khu đô thị Cầu Biêu thì nó vị trí nó ở đâu? Vị trí này thì ở phía, nếu mà tính theo phía Bắc, Đông Bắc thì giáp với trung tâm này, giống thủy sản Hà Nội này. Thì đây là một cái đơn vị nghiên cứu về thủy sản nước ngọt lớn nhất Hà Nội. Còn phía Tây thì giáp với cả đường, đó là đường 70, giao thông thuận tiện thì đi là đi sẽ đi gọi là Văn Điển đây, Cầu Bưu. Phía Đông thì giáp với cả mương thoát nước thuận lợi cho các mùa mưa, ở đây nó gần với đó là cái việc gần với cả dự án Eruro này. Phía Bắc giáp với cả Viện Ca này, ca Viện Ca Tân Triều đây, ra đường Chu Văn An với cả dự án Terminal Central Park. Ở đây thì vị trí dự án là khu đô thị này nó tương đối đang đẹp, dự án nằm sát cái đường đó là đường 70, quy hoạch rộng đó là khoảng 30 m đường lối này, sẽ có đường Kim Giang này, nối với đại lộ ở Chu Văn An này, đối diện với cổng cổng Chu Văn An, công viên Chu Văn An, và bên cạnh nó dự án Zermelo Central Park và khu thể thao Bộ Công an. Và cái vị trí để hướng đi dễ di chuyển ra các đường đó là Nguyễn Xiển này, đường 70 cũ này, đi ra đường Nguyễn Trãi Hà Đông này. Đây là hình ảnh đây, anh em nhìn thấy khu đô thị mới Cầu Biêu là theo hình chữ L đây. Ở đây thì đối diện với bên cạnh đó là có là khu Sa La này, Viện Ca Tân Triều này, Cầu Biêu này, chung cư Sông Nhuệ này, Nam Sa La này. Đấy, thì đó là một số những xung quanh những cái điểm nổi bật để anh em biết. Tiện ích thì ở đây nội khu thì hiện tại nội khu ở đây nó cũng chưa xây dựng hoàn thiện. Về cơ bản thì ở đây đa số chỉ có hai cái tòa chung cư và biệt thự, và một số khác thì chưa hoàn thiện, còn cây xanh với hồ nước đã xong xuôi hết rồi. Ở đây cũng có ban quản lý này, về trung tâm thể dục thể thao bơi lội thì cũng chưa triển khai này, trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện thì xung quanh cũng có, đối diện đó là có cái cốp mắc siêu thị cốp mắc rất to ở bên CT 6 này, và có hệ thống an toàn, hệ thống camera giám sát cũng đều có ban quản lý. Về tiện ích ngoại khu thì ở đây nó cũng đối diện thì có cốp mắc này, người ta CT 6 này. Cách đấy nó quanh đó là cũng có Metro Hà Đông, Big C Hà Đông, A1 Hà Đông, gần đó là bệnh viện 103, Viện Ca này. Đây
đây một số hình ảnh anh em nhìn thấy này, cái vị trí đó ở đây nó gần khu đô thị Đại Thanh này, chùa Long Quang này, nhà máy xử lý nước Yên Xá này, bệnh viện 103 này, trường trung học Kiến Hưng này, tòa án này, đường Nguyễn Xiển này, sân vận động Bộ Công an này, đường Kim Giang này, và đường Phạm Trọng Tuệ. Đấy là vị trí nó sẽ kết nối. Ở đây thì có rất nhiều trường mầm non, ở đấy quanh có mầm non Kiến Hưng này. Xung quanh đó là Thanh Niệt này. Ở đấy nó có nhiều xung quanh cũng cách đấy nó cũng gần, đó là Đại học Kiến trúc này, Đại học Hà Nội này. Gần bến xe này, ở đây nó có bến xe Giáp Bát, nước ngầm Yên Nghĩa. Ở đây thì mặt bằng tổng thể dự án thì đang phân bố này. Ở đây là ở đây thì đất cơ quan chiếm 12.030 mét vuông này, đất trồng này chiếm đó là 8.360 này, đất ở là 168.290 mét vuông này, đường bộ là 26.970 mét vuông này. Đây là một số cái hình ảnh về những cái biệt thự đây. Ở đây thì có 87 lô biệt thự. Thì nó sẽ diện tích từ đó là 125 mét vuông đến 367 mét vuông. Đây là một số hình ảnh hiện hiện trạng về những cái biệt thự đây. Đây đây là con song lập biệt thự này, nó là gồm hơn 300 mét vuông hai con gộp lại. Đây hai tòa là C1, C2. Tôi mời anh em cùng với tôi đi tham quan chi tiết khu đô thị mới này, Cầu Biêu này. Thì đây là cái đường tôi đang di chuyển vào trong của khu đô thị mới Cầu Biêu này. Đây đường hiện tại cái đường này thì vào trong khu đô thị cũng chưa giải phóng xong. Đây là khu vực bên tay phải là ban quản lý đây. Đây là khu vực ban quản lý đấy ạ. Khu đô thị mới Cầu Biêu. Đây thì nó nào đến ngã tư bên tay trái nó là khu trường học, bên tay phải là cũng ngã tư này là khu dãy biệt thự. Đây cái dãy biệt thự nó là 125 mét vuông đây. Hiện tại đây còn bên xung quanh thì đang cho thuê kho bãi. Tôi đi thẳng vào cái đường này xem anh em xem hiện trạng nha. Đây là một số những cái biệt thự đang còn xây thô này và hoàn thiện đây ạ. Hoàn thiện xây thô ạ. Đây bên tay phải tôi thì là để kho. Bên tay trái là khu biệt thự. Đấy, vì giáp nó với cả đường 70 thì đây sau nó là quy hoạch cái đường khoảng 30 mét thông từ viện ca sang đây ạ. Đây là những cái biệt thự vẫn còn bỏ không đây ạ. Vẫn người đang chờ chủ ạ. Đây. Dân ở đây cơ bản cũng về đủ hết rồi, cũng khá đông. Đây. Bên đây là cho thuê kho bãi. Đây là quán cà phê. Tiếp tôi đang di chuyển đây là đến hai tòa chung cư là C1 là C2 đây ạ. Cao 17 tầng. Đây ạ. Đây đường anh em thấy rộng không ạ? Đều cây xanh rất đẹp. Đây ạ. Hai tòa đây ạ. Ở đây thì tôi ở đây cũng khá lâu rồi ạ, cũng phải trên 15 rồi. Tôi hay đá bóng và thể dục ở khu vực này. Đây là cái vườn hoa và hồ điều hòa anh em ạ, rất đẹp. Đây ạ. Để kiếm một cái khu đô thị nào đây ở trong đây vừa yên tĩnh mà có công viên điều hòa là rất hiếm quanh khu này. Đây hồ điều hòa đây ạ. Đẹp không ạ? Xung quanh đây là đều biệt thự hết 125 mét vuông. Mặt tiền nó khoảng tầm 8,6 đấy ạ. Đây tôi đang di chuyển. Đường là khá rộng. Đường hai chiều. Đường này nó cũng phải 12 mét. Vỉa hè cực rộng đây anh em nhìn. Trước này cũng sau cũng là xây một cái trường học gì đó. Bên kia là CT6. Có cái siêu thị Cốt Mắc. Tiếp đó thì mời anh em đi tham quan chi tiết. Đấy, nhìn đây là cái khu sân chơi của toàn khu đô thị này. Tiếp đó thì mời anh em đến đây là cái khu biệt thự to hơn, đó là trên 300 mét vuông, 367 mét vuông đấy ạ. Đây biệt thự đây anh em nhìn thấy hoành tráng đẹp không ạ? Đây tiếp đó đến đây cái biệt thự khủng bố anh em ạ. Đấy ạ. Vị trí và thiết kế đây rất đẹp anh em. Trước đó là đều có vườn hoa hết nhé, biệt thự đây. Đấy, vườn hoa này, cảnh quan rất đẹp đây. Đây ạ. Đây biệt thự này. 367 mét vuông thì đây là một cái biệt thự ở đây cũng thành đó là một cái trường mầm non. Hai cái biệt thự ghép lại. Thì bên đây nó là cũng là biệt thự nhưng diện tích nhỏ hơn. Đấy, diện tích nhỏ hơn.
Vấn đề không đang chờ chủ. Đây là khu vực đó là kho bãi. Để xe ở vị trí này, khu đô thị này rất nhiều bãi đổ để xe nhé. Anh em về đây rất thoải mái. Ở đây bên cạnh đây là khu cán bộ thủy sản. Đấy, bên tay trái đấy ạ. Bên tay phải thì vẫn là khu lô biệt thự to với diện tích to thôi, trên 300 mét vuông. Đấy, khu tập thể thủy sản. Ở đây thì diện tích nó nhỏ hơn khoảng 50 mét vuông, 60 mét vuông. Tiếp đó đến là khu vực đó là các cơ quan của thủy sản, nghiên cứu của thủy sản. Đây, tiếp. Ở đây là bên tay phải tôi là cũng là khu biệt thự. Anh em nhìn này, biệt thự là rất to. Thiết kế rất hoành tráng. Đây, hiện tại cũng còn rất nhiều những cái biệt thự đang bỏ không, đang chờ chủ. Tôi cứ đi thẳng tiếp, đó sẽ đến đó là khu, lại quay lại cái chỗ chung cư vừa nãy, và đó là đến khu liền kề Hải Âu, và khu hiện tại đang có những cái bãi đất trống. Đây là cũng khu biệt thự đẹp, hơn 300 mét vuông, lô góc rất đẹp. Đây là hai tòa là C2, một là C2. Trong này khu đô thị này như thế nào? À, đây ạ, đây nền ngã tư thì cái đường này nó sẽ thông sang đó là khu Dương Mai Lầu Central Park đấy ạ, đi thẳng bên tay trái đấy ạ, bên tay phải để đi ra đường đó là đường 70 ạ. Tôi đi thẳng tiếp, đây là cái đường này là khu đến khu liền kề Hải Âu. Trong khu này thì theo cái thiết kế thì cũng có khu biệt thự này, khu những cái dãy biệt thự ạ, và những cái tòa chung cư. Thì hiện tại những cái đất trống này là chưa được xây. Đây khu biệt thự này ạ. Đâm sang kia là khu Eroro, dự án Eroro Kim Giang. Hiện tại bây giờ thì đang dự án đang cho thuê là kho bãi. Đây kho bãi của bên Minh Việt. Tiếp đó bên tay phải tôi là khu, đây là khu trường học liên cấp, đây là một trường học, khu đô thị mới Cầu Biêu chuẩn bị đang xây dựng, đang quay rồi. Đây. Tiếp đó là khu Hải Âu, liền kề Hải Âu. Bên tay phải này là một số khu đó là biệt thự.